1 anh em nha. Lâu lắm rồi hôm nay chị nói chuyện với mọi người. Chào Ốc Vui, chào Chí Cường. Đi sang bên chỗ bệnh viện. Con nhà anh Diệp Đen ấy, cháu nó ốm ra ngoài này. Rảnh rỗi lâu lắm rồi không live stream ở trên cái fanpage để nói chuyện với mọi người. Đằng sau là đại ca anh, đằng sau là đại ca. Đấy, bây giờ là mình ngồi sau đại ca của anh, em hiểu không? Đại ca hôm qua có đi chơi người yêu không? Cô anh ấy. Hả? Đại ca hôm qua đi chơi người yêu. Đưa người yêu về ra mắt chưa đại ca? Em đưa về nhà hôm qua ra mắt. Bố mẹ có đồng ý không? Bố mẹ khen này. Khen là như nào? Chịu khó. Khen là chịu khó á? Đó, bố mẹ là khen là người yêu chịu khó. Ngoan à? Có ngoan không? Ngoan đấy. Gái con gái bên Bái nhà anh cháu ai ngoan hiểu không? Hiền lành. Không, tất cả chị em phụ nữ mấy gái của Yên Bái, gái của Tây Bắc ai ngoan. Trừ trường hợp là những bạn mà đi làm gái thôi là không ngoan rồi. Đúng không? Còn đâu là con nhà lành hết. Hai nghìn bảy nghe mỗi người cho cái chia sẻ đấy, chào thầy, chào Mạnh Tuấn, chào Quang Trung nhá. Có anh em là bên phố đâu, con nhà anh Diệp Đen đang ở bên viện nhi sang thăm cháu. Hai nghìn bảy nghe em chào thầy, hello thầy. Chú chưa? Chú chưa? Cầm cho ít tiền mặt nhé. Tiền mặt đây. Tiền mặt vậy em lấy lại nhá. Cầm 10 củ. Lên lấy. 2006 anh em. Cái gì? Chào Đỗ Văn Hà. Xin chào Trịnh Biển nhá, chào Đình Trịnh. Anh thật đẹp trai, cảm ơn em Tuyên Quang, chào anh Huấn, chào anh em Tuyên Quang. Cảm ơn Tiến Minh ơi, 2007 anh em, bây giờ mỗi 2007 người thì mỗi người chỉ cần cho một xin một cái chia sẻ thôi. Mỗi người chỉ cần cho xin một cái chia sẻ là được rồi. Mỗi anh em cho xin một cái chia sẻ là được 2009 rồi. Còn thiếu 100 nữa. ba nghìn anh em à, thiếu mỗi người cho xin một cái chia sẻ lên 100. Cháu Đinh Văn Phong, thầy tặng em thẻ đi, mình muốn tặng cái gì được chia sẻ cho anh ấy, nên đông người coi đi thầy tặng. Ok, chào Mai Giang nhé, chào Sơn Gambu, chào Đặng Trung. Đi thăm rồi, đi vào viện nhi đi với anh. Chào Nguyễn Thị Hồng Diễm. Mẹ bắt bê tút nhỉ. Không bắt được bê tút nhỉ.
thích nhỉ? Thế nhỉ? Mới thấy còn 15 cuốn. Đấy là chết chào. Chắc là tôi thấy. Thế thích nhỉ? Chắc dầu xe. Đấy. Mẹ đi à. Ai đã chứ bật 3.000 anh em. Chào Nguyễn Hoàng Tùng nha, chào La Nguyễn. Ok, chào Nhật Anh. Hiếu điệp dài. Bạn chào Thái Hoàng, chào La Nguyễn. Ôi bạn ấy đăng lung tung ấy. Anh có làm cái gì đâu mà suốt ngày nó bế lên trên mạng ấy. Bây giờ mẹ ngoan không được anh em ạ. Cả nhà hiểu chưa? Huấn Hồng ngoan làm ăn tử tế rồi, ngoan như thỏ rồi mà suốt ngày nó bế Huấn lên trên mạng. Có làm gì đâu cả nhà hiểu chưa? Rõ ràng ngoan như thỏ rồi. Mà nó vẫn bế mình lên trên mạng. Chào tất cả mọi người. 7 năm chào anh Huấn, chào Bùi Huỳnh nhá. 2009 anh em. Chào Nguyễn Đức, chào Nguyễn Ngân. Gửi lời thăm anh Hiệp cho ok anh Quang Thiện này. Mỗi anh em 2008 cho xin một quả chia sẻ đi. Trên kia ra nhỉ. Mấy cái đường Vin thì to đẹp. Nhưng mà cuối cùng là to thì đẹp thật. Nhưng cuối cùng là hai bên đường đỗ xe cả hai bên thế là thành nhỏ luôn. Mọi người hiểu chưa? Đường ở đây rất to, rất đẹp. Nhưng mà cuối cùng thì là đây, đỗ xe hai bên đường, thế là cuối cùng là hết đường luôn. Phun xăm Loan Nguyễn. Anh Huấn giỏi quá, có làm gì đâu mà giỏi em ơi. Em xăm những cái gì em? 89 chào thằng em. Chào anh Sang Lê nhá, chào Nguyễn Đức. Chào sếp Huấn, chào không tên. 36 chào Hương Mai. Ông em ơi, anh có làm cái gì đâu. Thực ra là chào Hoàng Minh Store, Minh Hoàng Store. Chào Hoàng Thể, chào Hoàng Lam. Cảm ơn Hoàng Văn Thế nhá. Chào Nguyễn Chiến. Em đi taxi không? Hả? Bỏ đi. Đi luôn. Không đi à? Em. Nhất định không đi luôn. Lại đi. Em đi taxi không? Em đi đâu anh chở đi. Mẹ thế. Làm người tốt tôi bị khó. Làm người tốt được thì cũng khó anh em hiểu chưa? Chào 2009 anh em nhá. Chỗ đây. Ai. 45. Em bắn em chỉ xem. Ôi cái này. Cửa chưa đóng mà mày lái xe kiểu đấy chết rồi. Chị ơi. Lái xe trước khi mà nhìn nó mày. Thế thì kia. Anh đây. Bệnh viện Nhi Trung ương anh nhỉ? Đúng rồi, em tới được chưa? Bây giờ em ở nhà sang anh đang ở chỗ nào? Nhưng mà bây giờ anh ăn xong chưa? Hồ Chủ Lá. Thì anh chạy về đó là khoảng chừng một cây số để anh định vị cho em. Dạ vâng, ok anh. Okay. Mình chắc tổ trước bảo vậy. Hả? Chắc tổ trước bảo. Mình tổ đường láng ấy, tổ đường, đường láng đâm vào.
chơi cờ một tí. Ba nghìn mua bây giờ. Bảo bảy hai. Capsule cầu bia dặn lỏng chỉ hấp thu giúp xương chắc khỏe. Đã gọi nhau là anh em mai sống cho bên chúa tình. Cùng khác dòng máu nhưng coi nhau giống như gia đình. Cuộc đời đóng khi anh em lỡ bất ngờ chưa đóng mũ quan bàn. Vẫn có một người anh em đứng phía sau đàn tay gần vang. Đã gọi nhau là anh em vẫn tiếp bên nhà anh em. Tiền bạc đôi danh cũng chẳng mua được tiếng mũ cần tình. Chờ mình vui ngoài một nơi vì xa nhưng cũng rất gần. Hẹn ngày trở về anh em ta đợi cùng. Chào Huyền Nguyên nhá. Chào Huỳnh Bảy, chào tất cả anh em. Chào 2007 anh em. Đỉnh quá một ngón. Người ta bài hát người ta sáng tác để tặng anh em của người ta thì có cần gì hay đâu. Người ta hát có cần. Bài hát sáng tác để hát tặng anh em của người ta không cần gì hay. Tôi thấy hay là được không? Có phải tôi quay kiếm tiền thôi mà cần không phải nghe thấy hay. Ví dụ như em hiểu chưa? Đi học có giấy khen thì mình về mình phải đóng khung vào, mình treo lên đó để làm thành tích, mình làm kỷ niệm. Tất cả những đề ở sau đây. Đây. Rồi, kể rồi. Mày cứ tập trung cái việc của mày đi. Đúng. Chào Nguyễn Hải Long, chú Huấn. Chào Thành Đại nhá. Đang bên phố, bây giờ đang đi sang phố. 2003 nha, mai cho em. Thôi ngao ngao ngán ngọ tên tên Facebook nghe ghê nhỉ? Ngao ngán ngọ thời buổi bây giờ làm đi man em ơi, chơi bời cờ bạc rồi mọi thứ thì chỉ có ra đảo ở thôi em hiểu chưa. Thời buổi bây giờ này chỉ làm ăn lương thiện thôi, thời buổi bây giờ nó khác rồi em hiểu chưa. Bây giờ nó không làm ăn linh tinh được đâu, ăn tử tế đi em. Ui, cuộc sống bây giờ này mọi người cứ nhiều lúc cũng khen thì mình cũng thích thật đấy, nhưng mà nhiều lúc cũng áp lực kinh khủng luôn. Có cuộc sống ấy thì đơn giản thế nào đâu, mẹ không nổi, có không nổi tiếng đúng không, không nhiều người biết đến thì ước ao nhiều người biết đến. Rồi đến lúc mà nhiều người biết đến quá thì cũng phức tạp lắm. Nói chung là nổi tiếng thì sẽ đi đôi với tai tiếng. Nổi tiếng nhiều thì càng nổi thì càng dễ bị vớt, bạn hiểu chưa? Thí dụ như công nhận là nhiều người biết đến là cũng
làm ăn nó cũng dễ hơn, rồi kinh doanh nó cũng thuận lợi hơn, rồi công việc nó cũng xuôi sẻ hơn, nhưng mà nó cũng dễ đi tù hơn chẳng hạn, mà đi thì lâu hơn nhé, đi thì lâu hơn người khác, ví dụ là như thế, đúng không? Nên là cuộc sống là phức tạp lắm, nên mình chỉ biết mình cố gắng mình sống làm sao mà mình cảm thấy ok là được. Mình sống một tư cách của mình là một người đàn ông trụ cột trong một gia đình đấy, mình cũng là con cháu của gia tiên tổ tiên họ Bùi nhà mình, do mình cũng là con trai cả và cũng là trưởng họ, bạn hiểu chưa? Nên mình sống làm sao mà mình cảm thấy mình đúng là được. Cuộc sống đàn ông, thằng đàn ông chỉ cần như thế thôi chứ. Cuộc sống thằng đàn ông này chỉ cần kiếm được những đồng tiền mà tự thân vận động, tự vắt óc suy nghĩ đấy, của hai vợ chồng, không lừa đảo, không cờ bạc, không ăn tiền bẩn của ai, đúng không? Làm được những cái công việc, ví dụ như mình cần gì đâu, các bạn nhiều người, mình cũng làm cái gì mình cũng tính trước, đúng không bạn? Bởi vì là nổi tiếng như Hóa Hồng này thì nó cũng ok đấy, nhưng mà nhiều lúc cũng bất tiện lắm. Đấy, cái nhìn như em Hải Idol chơi với mình ấy, xảy một ni là đi 1.000 dặm luôn, mất nghiệp luôn. Đấy, các bài học rất đắt giá cho các bạn trẻ chơi cái nền tảng 4.0. Mình cũng dính trả giá rất là nhiều về cái nền tảng 4.0 rồi. Người ta đồn anh đi tù rồi phải không? Anh đang ngồi live stream với em này bảo anh đi tù. Mà các em ấy, các bạn buồn cười thật đấy. Cứ muốn ông đi tù làm gì? Mày đi tù buồn nó có được vui như ở nhà đâu. Nếu mà vui như ở nhà thì mình cũng đi đấy, đúng không? Đi tù buồn mà các ông cứ xui tôi đi tù, các ông đi đi nhờ. Mà các ông đi tù thì các ông cứ đi cứ xui tôi, có làm gì đâu. Mà người ta không may, người ta có sẩy chân hoặc người ta có làm sai, người ta đi tù, đúng không? Thì người ta cũng phải trả giá cho những cái việc người ta gây ra. Thế là chuyện bình thường. Kể cả là mình có đi thì mà mình cũng phải chấp nhận, chứ biết làm nào. Mình dám chơi, mình dám chịu mà, đúng không? Thua thì chung, đúng không? Được thì ăn, thua thì chung, thế thôi. Đàn ông cuộc sống phải thế thôi chứ. Chứ bây giờ cứ nhát như con thỏ đế thì cứ rú rú một góc nhà kia thì bao giờ mới vượt được qua khỏi cái lũy tre làng. Đái ông khiên không qua được ngọn cỏ. Cuộc sống bây giờ phải thật, đã thật là đông, phải có sống, phải có trách nhiệm, đúng không? Là trụ cột trong gia đình mình có trách nhiệm. Mình không cho vợ con mình sướng hơn người khác hay là hơn được người khác thì ít nhất phải bằng bạn bằng bè chứ, đúng không? Còn mình là thằng đàn ông 40 tuổi rồi, có cái gì mình không dám làm đâu. Con đường nào mình đã không đi đâu, môi trường nào mình đã không vướng đâu, đúng không? Công việc gì mà mình đã chưa từng trải qua đâu, đúng không? Gái đẹp tỉnh nào là mình đã chưa sử dụng đâu. Làm sao thế, làm sao phải suy nghĩ à bạn? Cuộc sống là thế thôi, đúng không bạn? Còn mình trong quá trình con đường mình làm ăn mà không may mình có mà sẩy chân thì mình phải chịu. Bởi mình đàn ông mà, có cái gì đâu mà. Sai thì mình sửa, thua thì chung, được thì ăn mà, được thì ăn. Thua thì phải chịu thôi chứ, đúng không bạn? Không cố gắng, không phấn đấu, không làm ăn thì đéo bao giờ mới có tiền mua được cái lốp G63 mà đi. Bao giờ con mới thấy ánh sáng được? Bao giờ mới có tiền cho con đi học mấy trăm triệu một tháng được, đúng không? Mình phải cố gắng, mình không phải vì hy sinh vì mình, mà đôi khi mình không có là mình không làm chỗ dựa, mình không cố gắng kiếm tiền, mình không làm chỗ dựa cho con cái, anh em, bạn bè thì làm sao mà con mình nó bứt phá được? Thế chả nhẽ là cứ bắt Huấn Hồng ở trên quê à? Xong là xả cầy mấy sào ruộng, trồng mấy sào chè, ngày đi hái chè, 7 giờ dậy sáng đi hái chè, 11 giờ về chưa ăn cơm ngủ trưa, xong chiều lại đi hái chè, nhưng mà tối lại ngủ về, lại về à, đúng không? Em chào anh Trương nhá. Chào Lê Văn Hoàn. Nên các bạn cứ suốt ngày các bạn lên mạng, các bạn đăng tôi lung ta lung tung, cứ đăng suốt ngày là nào là cờ bạc, là bên cam rồi, là cái gì hoài. Bây giờ các bạn thay vì cái cách soi mói người khác, ghen ăn tức ở, thì mấy cái bạn đấy no kiếm tiền đi. Mà nhìn lên thì cứ đi nhìn xuống,
Bây giờ nhìn những người khác người ta hơn mình thì đừng có đố kỵ, thì mình học hỏi. Nhìn những người ta thì suốt ngày rủa người ta đi, đi tù, tù buồn lắm, ai mà muốn đi đâu. Cứ xui người ta đi tù. Đúng không bạn nhỉ? Anh chị cũng nhận, cứ xui người ta con nhà lành đoàn hoàng rồi. Quá khứ người ta thì thừa nhận là người ta có sai, nhưng người ta biết sửa. Đúng không? Pháp luật cũng phải có sự khoan hồng. Sai biết sửa, sai trong tầm kiểm soát nhá. Bạn hiểu chưa? Thì phải chịu đấy. Bạn có nói cái gì đi nữa thì có thay đổi được cuộc đời bạn đâu. Bỏ sân si đi. Bỏ cái tính sân si đi. Bỏ cái tính ghen ăn tức ở đi. Mẹ thấy người ta đi kiếm được tiền bằng mồ hôi xương máu người ta, bằng sự chịu khó, chịu thương, chịu khổ, vắt óc ra mà suy nghĩ. Người ta chịu khó làm ăn, bán mặt cho đất, bán lưng cho trời, cày ngày cày tối, nai chim ngày 8 tiếng, mất hết cả giọng. Cái giờ các ông mẹ nên sân si thì cái giờ tôi đang kiếm tiền. Ngày các ông ngày người ta bỏ ra 10 tiếng người ta kiếm tiền, còn các ông bỏ ra 10 tiếng để đi lên soi mói người khác. Mới là đi chờ người khác hở ra là cắn sủa. Mọi người cũng biết là mấy năm nay mình có bao giờ mình nên mình đôi co với ai trên mạng đâu. Ai nói gì mình cũng kệ. Thật ba. Ai nói gì mình kệ, ai chửi gì mình kệ, thỉnh thoảng lên tâm sự rồi. Không bao giờ đôi co với ai. Tôi không bao giờ đôi co với những người ít tiền mặt hơn tôi. Thế thôi. Nên là ai nói gì tôi cũng kệ. Cứ thằng nào đưa cho bố 10 tỷ, đưa cho mình 10 tỷ, 20 tỷ nhỉ. Đôi co luôn. Bây giờ đi cứ đôi co với những cái thành phần úi rồi ôi ớt ơ làm gì, hy sinh vũng châu đầm làm sao được, đúng không? Nên nhiều người vẫn nên chửi mình, mới là vẫn nên nói xấu mình, vẫn nên sân si, nhưng mình có bao giờ mình quan tâm đâu. Bởi vì mình không được ở vị trí cao hẳn, nhưng mình muốn ngước lên, muốn đi thẳng, muốn nhìn về phía trước, chứ không bao giờ mình muốn lại còn quay lại ngồi xuống lại quay lại cắn nó cái khác gì, đúng không? Xem tài gật chồng chục năm rồi, cảm ơn Quyết Kem nhá. Bằng cái gì bạn ơi? Tôi không thừa nhận là bằng ai hơn ai cả. Mỗi người có một cuộc sống khác nhau. Không được ví ai hơn ai đâu. Các bạn nhìn thấy sướng thì chắc các phải sướng, nhìn thấy có tiền chắc các phải có tiền đâu. Cũng lợi như chú trộm ấy chứ, đúng không? Thời buổi giờ kinh tế nó khó khăn, kinh tế nó suy thoái thì mọi người ăn tiêu mọi người cũng phải tính toán. Làm ăn bây giờ nó cực kỳ khó. Thời buổi giờ làm ăn nó cực kỳ khó khăn. Cực kỳ khó khăn, nó có giống như ngày trước ở đâu. Bây giờ khó khăn kinh khủng luôn. Giờ dân hết tiền. Giờ làm ăn kinh tế suy thoái. Kinh tế có tiền ai có tiền đâu. Nên là nó xảy ra rất là nhiều chuyện. Thay vì cái thời gian đi sân si người khác, đi nói xấu người khác, nên học bà nó TikTok đi. Vứt bà nó cái tôi đi. Cái tôi của mình có tiền đâu mà quan trọng. Vứt cái tôi đi, bỏ cái sĩ diện đi, tập chịu khó đi. Vất vả một vài năm nên dừng lên núi hoặc nghĩ kênh, nghĩ cách mà kéo kênh TikTok. Đéo có tiền rồi, đã đéo có tiền rồi, còn sĩ, còn cái tôi cao ở trên trời, lười như hủi thì bao giờ mới có tiền được. Tự nhiên là giàu nó đến làm sao được. Nói chung là mình phải làm chứ. Mình phải chịu khó chứ. Thì mới có. Mình phải trồng cây thì mới có ngày có quả mà ăn chứ. Mình phải chịu khó xây dựng thương hiệu, xây dựng cá nhân, xây dựng kênh như mình, học hỏi mày mò chứ. Làm sao có chuyện tự nhiên trên trời nó rơi xuống được đâu. Chỉ cứt chim nước mưa mới trên trời rơi xuống thôi. Không phải xây kênh giống như tôi ngày xưa ấy. Người ta chửi cho như chó ấy, vẫn phải xây fanpage Facebook. Người nên live stream tặng thẻ. Người được thì là người được thì nó không có làm cảm ơn, còn người không được thì nó bảo lừa nó chửi cho như chó, vẫn phải mặt dày ra, vẫn phải chấp nhận ngậm đắng nuốt cay. Mình có tiền éo đâu mà đòi hỏi, mới lúc ấy mình chưa làm được cái việc gì cho xã hội cả, mình cũng chưa giúp được ai cả, mình chưa làm được cái trò chống cho gia đình cả, nên nhiều đứa trẻ con nó chửi cho mình ngậm đắng nuốt cay, mình phải chịu chứ. Cái lúc mà tôi tặng thẻ, lúc tôi kéo view, tôi câu view câu like gây sự chú ý cho nhiều người biết đến mình,
lúc cứ nhìn người thì gầy, răng thì đen, nhìn người có răng người đâu. Mình biết mình như thế, các bạn hơn tôi rất là nhiều. Tôi lúc đấy quá khứ thì tù tội thì về này, sai pháp luật, đầu thì bờm ngựa, quá khứ thì vứt đi rồi. Lên còn nhận thấy là bây giờ mình quyết tâm, mình ngã xuống vũng bùn rồi, không ai cứu được mình cả. Tự mình cứu mình, tự mình quyết tâm mình phải đứng lên, mình đi vào đôi chân của mình. Quyết tâm mình có duyên với cái nền tảng 4.0, mình bám vào nó. Mình cố gắng mình kiên trì. Dù một mình lúc cuối nào bắt đầu chơi cái nền tảng 4.0, cả lớp, tất cả những ai chơi mạng nó đều chửi. Nó đều chửi cho như chó ấy. Đi ra ngoài nó nhìn thì nó chỉ muốn đập thôi. Ngày xưa nó còn xã hội đen, xã hội nâu, xã hội đỏ. Ngày xưa thì vác gậy, vác đao, vác kiếm ra đường thì bắt nạt người được, đánh người được, chém người được, đấm người được. Chứ bây giờ chưa cần mang cái gì ra đường, mang đồ ra đường cái các chú búng một bắt được đánh nhất cốp luôn, đi trại luôn. Bây giờ cháu cũng rời mà làm sai cũng đi trại. Thời buổi nó khó khăn như thế, tôi phải chấp nhận câu view, câu like. Lúc đấy mình không, các bạn phải biết là lúc đấy mình không có sự lựa chọn. Đỡ đầu thì không, quan hệ thì đích có, nhà nội ngoại thì ở trên quê, trên nàng thì bán cả tài sản cũng được 50 triệu. Thế mình phải mày mò ra xã hội kiếm tiền. Khi ra xã hội bươn trải, không có cái gì không dám làm. Có cái gì không dám làm đâu. Cũng dám làm đấy, nhưng mà kiểu cũng chỉ do mình vừa làm, vừa kiểu là mình nuôi mới, vừa làm vừa chơi, được bao nhiêu tiền thì ăn chơi tiêu pha hết. Mất mười mấy năm, suốt ngày là cái đầu suy nghĩ là mình đi chơi để mình lấy quan hệ, mình đi uống rượu để mình giao tiếp, để mình có thêm quan hệ, để làm ăn mới nhờ vả. Rồi suy nghĩ là bay nắc để đi tiếp khách, để tiếp người nọ người kia, để quan hệ, để làm ăn, để nhờ vả, để thế nọ thế kia. Đấy, mình bị chìm đắm trong cái môi trường mất mười mấy năm. Nó là cái chìm đắm suốt ngày đi tìm kiếm cơ hội để làm ăn. Xong là chơi bời vào rượu chè, vào bay lắc vào. Cái đầu này suốt ngày cái tư tưởng là chơi để quan hệ, để giao lưu, để nhờ vả, để vay tiền, để đỡ đầu làm ăn, rồi để thế nọ thế kia. Nhưng mà đến đúc kết đến bây giờ mình đúc kết lại, đó là sai lầm. Chả có thằng anh em đeo nào trong cái mâm rượu cả. Chả có cái mối quan hệ làm ăn đeo cái bay nắc cả, cái cờ bạc cả. Chả có cái thằng nào nó làm ăn tử tế, lương thiện mà nó muốn gặp ở cái môi trường bay nắc, cái nhậu nhẹt bét nhè với cờ bạc cả. Nhậu nhẹt bét nhè với bay nắc là chỉ bảo thủ cho cái việc mình ham ăn, ham chơi, gái gú, đi thoa, cờ bạc. Đấy là những cái... Chứ chả có cái những người làm ăn tử tế, người ta hôn lắm. Lừa người ta uống được cốc rượu khó. Người ta lể nắm, người ta uống để bỏ xuống. Tất cả những người đẳng cấp, thượng thừa của đẳng cấp thì người ta có cầm chén rượu lên, người ta uống, người ta chỉ gọi là lễ phép thôi. Người ta chỉ gọi giao lưu thôi. Chứ không mẹ mày uống đến mức độ mà say bét tè nhè nôn ông ngọc ra. Mình đã có mười mấy năm chìm đắm ở trong cái nút tư tưởng như thế. Suốt ngày là mình tư tưởng là ví dụ như mình tốt với người ta mà người ta lại tốt với mình. Mình ra xã hội bỏ tiền ra nuôi người ta mà người ta lại tử tế mình. Mình nhầm rồi. Sau rồi cứ suốt ngày mà mày nói phét vợ mới là đi gặp anh nọ với anh trai, gặp người nọ người kia để nhờ vả với giúp đỡ, giúp vào mắt. Tất cả những cái mối quan hệ trong mâm rượu mới là cờ bạc với bay lắc thì chỉ qua là qua đường. Không giải quyết được một cái gì nữa. Nên là các bạn đừng bao giờ ảo tưởng cho chồng con mới là cho chồng con là đi giao lưu đối tác. Tất cả công việc thì bây giờ nếu muốn thành công, đây là nói thật. Cuộc sống này tôi mất 5 năm về Bắc 4 năm, hầu như là không giao lưu, không dám đi giao lưu với ai. Bởi vì mình uống rượu vào mình không còn đủ tỉnh táo để mình làm ăn. Rồi mình uống rượu về mệt, cái đầu của mình nó không còn đủ sức khỏe, đủ minh mẫn để mình làm ăn. Nên là có mấy năm mình về Hà Nội, mình quyết tâm mình tập trung cao độ mình kiếm tiền. Ai mà rủ mình đi nhậu, bố mình chặn. Mình phải chấp nhận hy sinh, hy sinh mấy năm. Gần đây thì bây giờ bắt đầu là mình mới chuyển hướng kinh doanh. Ví dụ như cái mô hình của mình bây giờ chuyển hướng kinh doanh, dần dần thì mình mới tự tin lại. Dần dần thì thỉnh thoảng mới ra ngoài nhậu.
Nhưng mà ra ngoài uống không, ra ngoài nhậu bây giờ thì hạn hữu lắm. Cũng chỉ là quý ai thì mình đặt đồ ăn thật ngon, mình set up đồ đầu bếp đến tận nhà người đó hoặc về tận nhà mình nấu ăn thôi. Chứ mà bây giờ bảo thật, bảo bây giờ mà bảo mình ra quán ngồi xong là mẹ ơi, ba cái xu giấm mà xong là ăn tục lái phép nên là lôn nung lôn tung xong là mẹ ơi, thể hiện là không có nữa rồi. Nói thật bây giờ không còn cái thời nữa. Mình không dám nữa. Các bạn đừng có nên bỏ mấy cái đồng tiền mấy chục triệu ra để đi tiếp khách, để hy vọng người ta giúp mình có cái cất. Lúc ba xu dẫm mà ăn tục nó phét đánh dâm rong chém gió như thần, hiểu chưa? Tí nó hết dẫm cái nó về nó ngủ giấc dậy mẹ ngu chết. Ngày xưa mẹ mất bao tiền đưa anh em đi chơi bay nắc chơi bời 50 triệu 30 triệu bữa, cứ tưởng thêm mối quan hệ với là để làm ăn làm cái chó gì, có cơ hội thò người yêu ra thò bạn gái nó thịt luôn. Đâm ra là cuộc sống nó vậy. Không, đây là mình chia sẻ cuộc ít khi mình chia sẻ cuộc sống của mình lắm. Nên là chỉ muốn chia sẻ cho các bạn trẻ bớt mắc cái bệnh ảo tưởng ấy. Ở đời thì không có ai tốt với mình, chỉ có bằng giọt máu trên máu dưới, chỉ có là gia đình chúng ta thôi. Còn xã hội mình chơi thì chỉ tôn trọng, tất cả xã hội mình chơi mình tôn trọng, mình nhìn nhau mình sống thôi. Người ta mời mình một bữa ăn 10 triệu thì bố mày mời lại một bữa ăn 12 triệu cho đẳng cấp hoặc 15 triệu. Ở xã hội thì không có ai ăn được của xã hội cái gì đâu. Ở đã là sao sống ngoài đừng bao giờ nghĩ hy vọng là... Mọi người phải có nhiều người cái tôi người ta cao lắm, vẫn phép phép lắm. Chồng em bay nắp thì phải làm sao hả thầy Huấn? Cách tốt nhất thì chỉ có báo công an chứ chả làm sao. Thế chơi đâu báo công an. Thế thôi chứ còn chịu chết. Bây giờ bảo không được thì chỉ có để pháp luật thôi chứ. Nhắn tin một hai lần thôi. Thế thôi, chỉ mỗi thế thôi. Thuốc đắng thì mới ra tật, sự thật thì nó hay bất lòng nhưng mà nó mới là tốt. Mình chỉ cảnh cáo một lần thôi. Anh mà còn chơi nữa là em báo công an. Thế thôi. Thế bay đắp đâu cứ mẹ gọi các chú 113 chỉ điểm luôn. Thế là xong có thế thôi, mỗi thế thôi. Đau một lần còn hơn đấy mà. Mình cứ nói thẳng một lần. Mỗi cách thế thôi em gái. Anh chỉ khuyên em mỗi cách thôi. Mình nói chuyện với chồng mình rất tử tế trong cái lúc tỉnh táo ấy. Đừng cái trong cái lúc nó phê đồ thì nó hứa thì phép kinh khủng luôn. Lúc mà nó vẫn còn đồ trong đầu nó hứa với em rồi. Nó bán cả họ nó cho mình luôn ấy. Bởi vì chơi bời cái đấy mà cái ma túy này là con ma nó điều khiển mà. Buổi sáng ngày ra ngủ dậy họ nó nói thẳng đấy. Anh còn chơi nữa là anh là không coi em là vợ rồi. Hay là mẹ mình nhiều vợ mình có chơi nhiều hơn nó nữa rồi thì có bảo mắt thì thế thì em có chơi đồ không? Nếu mà em đã chơi rồi nữa thì cũng lại mẹ luôn thì chịu hết cách đúng không? Chỉ trường hợp là em không chơi thôi chứ còn em lại còn chơi nhiều hơn nữa thì hết thuốc em phải ra thôi đi, chắc chỉ có đợi là đúng không? Mình cứ nói với chồng mình một câu, nhưng mà đấy là anh đang tả là trong cái môi trường mà chồng em chơi bời, em không chơi bời nhá. Chứ thì chồng này cầm cái kẹo, vợ này cầm cái đĩa đó thì chỉ có khuyên như thế thôi. Anh mà chơi nữa là em báo qua này chắc đấy. Nếu mà còn tiếp tục chơi thì chỉ có báo công an. Chứ còn tất cả xã hội hay là doanh nghiệp hay là doanh nhân hay là ai, nếu mà những ai mà máu đỏ da vàng, những ai mà có máu đỏ ấy, đấy, máu mà màu đỏ ấy, là cứ thấy công an là sợ hết. Thời buổi bây giờ ấy, cứ thấy các chú công an phải thấy quân tài mới nhỏ lệ. Ở đời này bây giờ là gấu đến mấy hay là bất kể một trường hợp nào, chỉ có thấy các chú công an là đái ra quần hết. Mới thế thôi em, chứ còn hết cách em ạ. Chứ dính vào cờ bạc, nó dính vào bay nắc cái lúc khó khuyên lắm. Không khuyên được đâu em. Người ta chơi vào cái đầu người ta bị hỏng. Có nhiều người thần kinh đó. Người thần kinh bình thường thì nó còn đỡ hơn. Có những người cái thần kinh người ta
chơi vào cái đấy là nó vứt đi luôn, nó cặn bã của xã hội luôn, nó hỏng hẳn cái thần kinh rồi, rời bảo. Không đây, không phải đâu, đây không phải là bảo thủ cho cái việc mình làm sai, chơi được đồ nhưng mà chưa đá cho Real Madrid, gọi là chơi bời linh tinh thì 100 người, thì nếu mà 100 người theo phương án của tôi thì cả 100 người bỏ được, trừ trường hợp là những cái người mà thần kinh của người ta hỏng, nó hỏng hẳn rồi, nó quá vứt đi rồi. Còn con người, khi con người ta mà đã làm ra tiền rồi, công việc mà ra tiền rồi, người ta có một cái hướng đi cho người ta rồi, người ta có vợ đẹp con khôn rồi, người ta chấp nhận. Cái đấy nó có phải vật đâu, nói thật mọi người, nó cũng vật đến mức là xòi còn bật mép ra. Những người ta chơi cái đồ hàng trắng này thì khó thật. Còn chơi bời linh tinh thì nó cũng giống như kiểu là mình cai thuốc, còn dễ hơn cai thuốc lá mà. Nó do nghị lực thôi, chứ chẳng qua là nó kiểu là cứ trong cái môi trường đàn đúm vào rồi, nó cứ rủ dê, có tí gái tí dai vào rồi, con gái thì chơi một tí vào là nó bị ngứa, nó lứng lên, thì là nó cứ đam mê, nó cứ chơi thôi. Con trai như thế, con trai nó dính vào đấy, nó có tí gái thì nó cứ đam mê thôi, chứ không phải là cái đấy, không phải là nó vật mà nó sùi bọt mép ra thiếu nó không chịu được. Mọi người phải hiểu nó nhé, nó không phải là vật thèm hay là vật lộn với nó, hay là thiếu nó không chịu được đâu, không có cái trường hợp gì đâu. Nó cảm thấy quá là bình thường, nhưng khi chơi bời những cái thứ đấy là nó sẽ có những cái ví dụ như loạn luân, thí dụ như kiểu là bầy đàn, gái thì nó ngủ một phát có 5-10 thằng, con trai thì có khi 50 thằng, nó chén một đứa một lúc đấy. Nó có những cái tập thể như thế, nó có những cái loạn luân, những cái chơi bời như thế, đâm ra là chúng nó cứ rủ nhau, xong trong cái đầu nó có con ma điều khiển sẵn là nó cứ đi thôi. Chứ còn một môi trường mới này, chứ mọi người đừng có nghĩ là không bao giờ có cái chuyện mà nó vật mà nó thèm ấy, xòi bọt mép ra thiếu nó không chịu đâu, không bao giờ có. Khi mà con người có nghị lực, chỉ cần mình cũng tư vấn rất nhiều các em mình, bây giờ nó cũng bỏ 4-5 năm này rồi, bây giờ tháng nó kiếm 15 triệu, nó chơi làm gì. Gái thích thì bỏ 10-20 triệu, 30 triệu một em, thiếu gì, cần gì nó phải mất công đâu. Làm sao mà phải tổ chức những cái cuộc chơi để đi dụ gái để rủ dê. Thời buổi bây giờ làm sao mà phải mời đi ăn, tắn, đi dụ dỗ làm cái gì cho nó mất cơm. Mà trong cái môi trường cái bẩn bò ba đó, đúng không? Đấy là lúc cái thời quá trình mình trong cái môi trường như thế. Xong rồi kiểu cái cũng có lúc cái năm ấy có những lúc không có cơ hội làm ăn ấy. Xong là không có cơ hội làm ăn. Xong là cứ được người ta cho ăn cho chơi, đéo có tiền. Thế là cứ thích, xong là cứ có cái gái thì cứ đến những cái chỗ đấy thì nó lại có nhiều gái. Thế là đâm ra là cứ chìm đắm, cứ muốn phi đến thôi. Thế thôi, đấy, nói thật. Xong rồi từ khi mà mình quyết tâm mình dừng, mình không chơi nữa. Mình quyết tâm mình dừng, mình không chơi nữa thì mình làm ăn nó gặp may mắn. Mình làm cái gì được cái đấy. Nói chung là chơi bời không làm ăn được. Chơi bời nó mất hết lọc, nói thật với mọi người. Nó giống như chơi bời nó mất hết tọc. Chơi bời rồi tà dâm rồi bay nắc rồi cờ bạc, nó mất hết lọc. Nó mất hết lọc, không làm ăn nổi đâu. Làm không được luôn. Không có thánh nào mà phù hộ cho những người như thế cả. Mình sau này mình khi mình dừng rồi, mình không chơi bời nữa, mình không dính vào tệ nạn gì nữa, mình không tà dâm nhiều như thế nữa. Nếu mình làm đi đâu giống như là ông bà tổ tiên ấy, giống như là cô thương ấy, là cứ chỉ cho mình đi đúng đường. Rồi những người xấu thì mình cứ né ra, còn những người giúp đỡ mình, những người làm ăn với mình thì cứ đến, cơ hội làm ăn nó cứ đến. Xong rồi từ đấy đi thì mình cứ nhận thức được là khi mình dừng hết tất cả cuộc chơi, mình làm ăn lương thiện, mình làm ăn tử tế thì làm đâu được đấy, làm đâu thằng đấy. Chơi toàn gặp người tốt. Còn lúc mà dính với cái đầu và chơi bời gặp toàn cái loại tiểu nhân bị ổi bẩn thỉu thì các bạn đều biết rồi, thì trong cái môi trường bẩn nhất là trong cái môi trường như vào trại đi cai. Nó là cái môi trường mà xấu nhất của xã hội. Nó đủ các loại thủ đoạn. Mà dính vào những cái cờ bạc với chơi bời, các bạn biết rồi, con người ta nó hỏng hết. Nó hỏng hết luôn. Nên là các bạn trẻ thì nếu mà ai dính vào rồi bỏ được mà. Bỏ là làm ăn được mà. Nó không vật, không vật đấy mà. Không vật đâu, không phải bảo thủ đó thật mà. Không vật đâu.
nó là bình thường, là do nghị lực ý chí của mình mà. Nếu mà muốn bỏ đơn giản, quá đơn giản luôn. Bởi vì em mình 50 đứa bỏ, không bây giờ không, em mình không còn một đứa nào. Chị anh chỉ cần huấn hồng, chỉ cần thấy hiện tượng chơi bời cái là cho chim cút luôn, xóa số lại, gạch tên, lãng quên tất cả. Mình không làm chấp nhận một đứa nào chơi bời mà trong gia đình thì mình hết. Bởi vì nó nằm hỏng hết những đứa khác. Chỉ có đứa nào làm ăn, thiếu bao nhiêu vốn thì anh cho, kể cả anh đi vay vay nãi bốc họ, kể cả anh bán máu anh cũng giúp đỡ. Nhưng mà dính là chỉ cần thấy có hiện tượng chơi bời cái gái gú thì lại có thì chia cho anh tí cũng được, hiểu nhỉ? Chứ còn nếu mà dính vào cái tại bay nắc mà chơi bời giống như mình ngày xưa thì mình không chấp nhận. Cờ bạc hết tiền bác bỏ được, mà dính vào cái bộ môn kia khi nó ngáo, nó phê lên, nó rủ rỗ hết những người anh em của mình là hỏng theo hết. Bạn hiểu chưa? Mà khi mà dính vào cái chơi bời linh tinh, cái đầu nó nói chuyện dẻo lắm, cuốn lắm, ngọt lắm. Chùa Làng, số 3 ngõ 34. Chào Nguyễn Sóc. Không, mình cuộc đời của mình là trải qua tất cả những ngành nghề này, buôn sắt vụn, đánh giày trên tàu, buôn sắt vụn, buôn điện thoại, sửa chữa máy nổ, sửa chữa máy sắt gạo. Đấy. Có những năm mình ở dưới trường Xuân Tiến Nam Định học đóng máy cơ khí, nhưng mà mình kiểu tính cục tính không làm nổi. Đấy, về Yên Viên học sửa xe máy, cũng làm sửa xe máy bao nhiêu năm, mà buôn quế, cây quế, buôn ngô đỗ mặt mía, buôn hàng đi Trung Quốc buôn nhiều. Ngày xưa buôn ngô đỗ mật mía, buôn cau đi Trung Quốc hai đầu bao, buôn cau buôn sắn. Mình là năm 17 tuổi, một ngày buôn mấy chục tấn sắn khô đi tàu trọng đi Trung Quốc đấy. Năm còn trẻ mưng mà năm ấy đã kiếm được, có những năm mà mình nhớ lúc ấy tiền nó còn to lắm. Lúc đấy nhá, là có những tuần là kiếm được một cái xe tàu. Bé tí đã biết buôn sắn, đi tàu chậm mà đánh giày trên tàu chậm, xong là cứ lên tàu chậm bắt đầu xách cái hộp đánh giày thì các chú thu vé tàu chậm là các chú không thu tiền, các chú thấy thương đánh giày nên là buôn sắt vụn người ta không lấy tiền vé tàu. Đến ga xong mình khoác cái bao tải đi từng nhà, ai nhôm đồng sắt vụn bán đi, vào gạ người ta từ cái lồi rách, cái dép rách, rồi từ cái cuốc hỏng, cào hỏng, rồi những cái đồ dạng nhiều là những chai nước mắm, những chai nhựa, những lon coca, những lon bò húc mà các bạn bây giờ vẫn vứt đi. Là ngày xưa là cứ nhặt xong là bỏ bao xong rồi về phân ra. Ví dụ như cái quạt hỏng hay là cái nồi cơm điện, về đập nhôm ra nhôm, sắt ra sắt, nhựa ra nhựa. Đấy, cái kiểu ấy. Đi buôn sắt thì ăn dày nhất là cái đoạn mà thí dụ mua được cái mu tơ ấy, thì trong nó có nhôm, có đồng mà người ta bán tất cho mình bằng sắt vụn, thì mình về mình phân ra. Sắt vụn nó chỉ có 1.000 một cân, năm đấy 800 đồng một cân thôi. Nhưng mà nhôm nó 10.000, còn đồng nó 15.000 một cân. Đấy, là mình ăn dày này cái đoạn đấy. Buôn sắt vụn mà những cái năm mình có 14 tuổi mấy rồi mà đã kiếm được 50-60 nghìn một ngày đấy, là năm ấy to lắm. Năm ấy nó to đấy, ngày kiếm được 50-60 nghìn, mà tháng kiếm được hơn triệu. Bây giờ là phải bằng, là nếu mà tháng ngày kiếm được 50-60 nghìn những cái năm mình 14 tuổi, năm ấy 40 tuổi, 20 mấy năm trước, thì bằng bây giờ phải các bạn kiếm được khoảng 200 triệu tháng. Xong rồi tính vì kiếm tiền nó quá sớm, xong bắt đầu là chơi bời, bắt đầu mà dân kinh doanh mà hay cờ bạc, mới là dính vào con đường cờ bạc đấy. Xong mình ngã rẽ cuộc đời tôi. Mày sắp đi tù rồi, bạn ơi, tôi mà có đi tù thì tôi vẫn sướng hơn bạn. Bởi vì biết nha, tôi là thằng đàn ông, tôi báo hiếu cho bố mẹ vợ, gia đình tôi. Bạn hiểu chưa? Tôi cũng báo hiếu được tất cả mọi thứ rồi, những cái gì tôi cần làm tôi làm hết rồi. Đất tôi mua bằng tiền mặt. Bạn có một người, bạn có tu 10 kiếp nữa không biết là tôi mua kiểu gì, mà tôi đang để ở đâu, mà tôi gửi ai. Tôi nói cho bạn thế cho bạn dễ hiểu chưa. Tôi chỉ thằng bây giờ, chỉ thằng trên răng dưới cắt tút, bạn hiểu chưa. Tất cả những cái gì là một thằng đàn ông,
phải làm thì đã làm hết rồi bạn nhé. Đến tầm này bạn hiểu chưa? Nên tôi bên bạn rủa tôi làm gì, kể cả là tôi có không may mà mình làm sai pháp luật, mình có đi chạy, mình phải chấp nhận chứ. Thua thì mình chung, bạn hiểu chưa? Làm sao phải sợ. Cuộc sống mình quan trọng nhất là cái danh dự của mình, cái uy tín của mình, cái chất sống của mình, kể cả mình chất sống của mình, cái uy tín của mình, rồi cái cách sống của mình. Mình có đi vào không may mà mình sai pháp luật, mình có vào trại, trừ trường hợp vào trại với cái tội là hiếp dâm này, lừa đảo này, buôn ma túy này, những cái tội mà không thể dung tha chấp nhận được thì mới sợ. Chứ còn bây giờ mà không may mà mình dính cái tội mà nhỡ mồm hay là mấy cái tội tào lao ấy thì mình phải chịu thôi, thua thì mình chung. Nổi tiếng thì dễ nổi nhưng mà vớt thì dễ bị vớt, thế thôi, bạn phải hiểu như thế. Chả có gì phải suy nghĩ. Bởi vì những cái việc quan trọng của tôi đã làm hết rồi. Tôi có chung 5, 10 năm về tôi vẫn xứng hơn bạn. Bất động sản 5, 10 năm về nó cũng vẫn nhân gấp 10 lần. Thì 5, 10 năm sau bạn cũng không đuổi được tôi. Bạn có lắp thêm máy bay và đít cũng không đuổi được bạn nhé. Nên là đâm ra là bạn không cần phải đi rủa người khác như thế đâu. Thay vì thời gian rủa người khác thì hãy học cách kiếm tiền. Mày cứ sân si với tao 10 năm nữa đi. Thì khi đó bất động sản nó nhân gấp 10 lần, lúc đấy mày có lắp trực thăng mà không đuổi được đâu. Đúng không? Nó kiếm tiền đi bạn. Người ta làm sai thì người ta có sai pháp luật thì người ta phải chịu. Là thằng đàn ông dám chơi thì phải dám chịu. Làm sai thì phải chịu. Thua thì chung, có cái gì đâu. Chứ làm sao mà ai chung hộ mình đâu. Nên là thôi bạn kiếm tiền đi. Lý Nam, em Lý Nam ơi. Em chịu khó làm ăn, nếu mà gặp cơ hội em phất cũng nhanh. Thực ra nó cũng phải manh, cũng phải tất cả mình cố gắng nỗ lực. Vợ mình cũng giỏi, mình cũng chịu khó. Nhưng mà phải nói là các bạn phải gặp may mắn rất là nhiều đấy, phải nói thật với tất cả mọi người. Phải gặp rất nhiều may mắn. Có những cái mình không thể đăng lên đây được. Bạn hiểu chưa? Khi mà chịu khó làm ăn rồi, cơ hội nó đến rồi. Đúng không? Cô mà đã thương rồi còn làm người thương còn khó cơ. Bây giờ đi chơi cơ, đi anh em đi cà phê trong cái hội mà những người kiếm tiền 4.0 ấy, toàn anh em đứa nào nó cũng có vài trăm tỷ. Đi giới thiệu cái nhà, mua cái nhà. Giới thiệu rồi mua cái nhà đây. Bán được cái nhà nó cho 1-2 tỷ tiền cà phê. Cái giống ấy. Cái lúc mà khó khăn thì 1.000 nó cũng khó, kiếm 1 triệu nó cũng khó. Nhưng cái lúc mà mình chịu khó làm ăn rồi, duyên nó đến rồi, ông bà tổ tiên phù hộ soi đường chỉ hướng cho rồi, làm người thường còn khó. Người ta chơi xe, siêu xe vẫn nỗ. Tôi chơi siêu xe chỉ có hòa lãi, chưa có nào nỗ. Cái kiểu đấy. Mình biết cách chơi, mình chọn được cách chơi. Chứ bây giờ của nó không có bao giờ ngu như các bạn cũng biết rồi. Đến cái xe siêu xe mua cho mình, có bao giờ mình bốc đồng lên đâu. Mình đi mua cái xe mới cho nó oai đâu. Đi mua trả góp cho nó oai đâu. Thể hiện đó. Có bao giờ phải đi là phải đập hộp xẹt xĩ xĩ đăng lên trên mạng cho nó oách đâu. Oách đổi lại là cái gì đâu. Oách thì lúc đấy về đi 3 hôm nó tụt giá mất bỏ mẹ. Đúng không mọi người? Nên nói thật. Thế tại sao siêu xe cái xe gì mình cứ mua lại xe lướt? Bởi mình chấp nhận. Mình là chơi chất. Mình là chơi chất lượng. Mình bảo vệ cái đồng tiền mình bỏ ra. Mình hạn chế cái mức tiêu tiền nó không xứng đáng. Thì mình mua cái xe lướt như tôi làm gì tính chắc. Mua cái xe lướt một tí rẻ được cả chục tỷ. Tiền thì mình để mua đất. Việc sao mà phải sĩ, phải đập hộp làm gì? Tiền mình có phải là rửa tiền đâu, có phải là tiền chùa đâu mà phải nhất thiết phải đi gì đập hộp làm gì? Mình để trong đầu mình nó có kiến thức rồi, nó có kinh nghiệm chơi xe rồi, nó đã được trải nghiệm về xe rồi, tại sao phải đi mua đập hộp làm gì cho nó lãng phí á? Đúng không? Mình chơi lướt một tí có sao đâu. Vợ còn lấy lướt được cái vợ các ông lấy lướt, 10 ông lấy vợ đây, 9 ông lấy thì hàng lướt hết thì làm sao mà, đúng không? 100 ông ở đây bây giờ mà lấy vợ cái thời buổi 2024 rồi, 99 ông lấy vợ lướt chứ nói gì. Thì các ông lấy vợ các ông còn lấy lướt được thì lý do đâu phải chơi xe mới, đúng không? Người thông minh phải chọn cách tiêu tiền thông minh. Người thông minh phải chọn cách mua sắm thông minh. Người thông minh phải chọn cách chơi thông minh. Mà nên bây giờ các ông 100 ông ở đây thì 99 ông lấy vợ lướt. Làm gì có ông nào lấy được vợ nguyên bản. Thì cái xe siêu xe chơi xe lướt là chuyện quá bình thường. Chỉ có những ông tư duy cổ hủ, tiêu tiền chùa, tiền không phải mình làm ra, nên nó mới lãng phí thế.
với những người không có lòng tin người khác. Đó, chứ bây giờ kinh tế là đúng không, chơi nó phải thông minh. Không, em mà nghe nói chuyện thì em chỉ có sướng thôi, bởi vì những cái cách nói chuyện, cái cách chia sẻ. Anh chạy xe vào luôn chưa? Anh lại vào viện rồi. Ừ, anh lại vào ngồi trong căng tin luôn. À, anh ở trong căng tin luôn à? Ừ, anh mới chạy, anh cứ chạy thẳng vào, anh xin nó rồi nó chạy vào chỗ anh là chắc nó cho vào mà. Dạ vâng, vâng. Ok, anh yêu. Khoa gì vậy anh? Bên quốc tế á. Vâng, bên quốc tế luôn. Khoa Nhi anh nhỉ? Khoa Nhi quốc tế á. Dạ vâng, dạ vâng, dạ vâng. Thầy, tin thầy bắt hôm nay gặp thầy nói chuyện. Đấy, cảm ơn Tòng Văn Dần. Đấy, một là em Tòng Văn Dần nghe cái họ tên là biết là đồng bà, là người anh em đồng bào rồi, đúng không? Nói chuyện nó rất là lịch sự. Nghe thầy tin trên TikTok, tại vì bắt thấy thầy đây là vui rồi. Cảm ơn rất là anh em, người anh em. Giống như mình đấy, em rất là tôn trọng anh, rất là tôn trọng em. Cuối đây mày tôn trọng anh nhất. Trời ơi, bạn hỏi thế. Tôn trọng những người có công với đất nước. Thế thôi. Giúp đất nước mình bình yên, mình mới có được ngày hôm nay, mình ở Việt Nam mới tự tin như này. Đấy, tôn trọng những người như thế, đúng không? Tôn trọng tất cả các bác có công với đất nước, có công với cách mạng, giúp gì, giữ gì an ninh trật tự, bảo vệ tổ quốc. Đấy. Tôn trọng những người như thế thôi. Còn mấy người có tiền nó có cho mình đâu mà tôn trọng nữa, đúng không? Mình có xin tiền đâu. Đúng không bạn? Với mình này. Chúng ta là con cháu của cụ Hồ thì cứ chuẩn mà mình sống. Mình là tôn trọng và luôn luôn tôn trọng và luôn luôn là những người có công với đất nước. Những bác mà có công với đất nước, những người mà giữ gìn an ninh bảo vệ tổ quốc đấy. Mình tôn trọng những người như thế thôi, chứ còn mấy cái thằng có tiền thì mẹ có khi tiền nó cũng tiền úi rồi ôi. Nó cũng có mẹ cho đéo ai đồng nào bao giờ, nó có làm từ thiện bao giờ đâu. Nó có giúp được ai cái gì bao giờ đâu, của nhà nó tất. Đấy thì phải tôn trọng nó. Em lấy cái phong bằng. Trên xe có gì? Có. Không, anh chị à, bây giờ làm ăn bây giờ chỉ 4.0. Cổng số 2. Lấy thẻ. Anh ơi, chú ơi, chú cho con hỏi đi, khoa quốc tế chỗ nào chú nhỉ? Ngay cửa luôn chú. Con cảm ơn chú nha. Năm nay mình vào viện nhi hơi nhiều, con mình xuống là mới xuống đến đây. Năm nay kiểu từ cái lúc của dịch Covid ấy. Đó, chỗ để xe. Đây. Đây. Đâu hết lốt rồi. Đây, còn lốt này. Còn đi luôn. Từ cái lúc mà đại dịch Covid xong là bây giờ trẻ con nó cứ suốt ngày ở viện. Đây. Vâng. Ôi giời ơi, đấy, suốt ngày. Suốt ngày. Những ai có con cái là người ta không thích đến nơi này đâu. Vào tí nữa đi em ơi. Đây là những nơi mà những người làm cha làm mẹ là không thích nhất đấy. Yeah. Tất cả những người làm cha làm mẹ ở đất nước Việt Nam là không thích đến nơi này đâu. Yeah.
À vâng anh. Ok. Dạ. Dạ, yeah, tất cả những người làm cha làm mẹ không ai muốn đến đây. Không ai muốn đến cái môi trường của bệnh viện này đâu. Đấy, em cậu to này rồi mà. Đấy, em của vợ, em cậu lớn này rồi. Hot boy này. Ra Hà Nội là bé này, tôi cho ra Hà Nội học rồi cho cái nhà rồi. Là ông là chú. Chú ơi, anh Hiệp là anh ở khu nào chứ nhỉ? Cái khoa công tế đâu chứ? Hiệp đen đấy. Chị khoa tế à? Vâng. Đi qua rồi. Anh Huấn à? Ờ, em ở đằng xa ra để gặp anh. Dạ vâng. Khoa công tế dưới kia này. Dạ. Mày bịp cá anh nào. Khoa quốc tế thì mày anh đã không biết chữ rồi mày còn đỗ xe xa thế. Đấy. Vào đây là vào đây con nhà mình vào đây nhiều lắm rồi. Thật là đây là không có người phụ huynh nào. Ở trong này thì là tất cả những người phụ huynh thì người làm cha làm mẹ là không thích đến đây đâu. À, cái thằng Khánh này, thằng Tây Môn Khánh này, không đi lên trên này luôn. Đấy, 2002. Hiếu sạc chào em, chào Khải Bò nhá, Hiếu đại ca. Chào nhà. Khánh đại ca. Đây có lốt đấy. Đồ đây em ơi. Đồ đây. Đồ một. Bên này. Đỗ 2 phút thôi. Đỗ 2 phút rồi chú. Đỗ bên này đi. Để cho xe cho bên đây taxi thì nó đỗ. Ok, ok anh ơi. Đỗ bên kia cho bên đấy giả chỗ cho người ta taxi đón khách. Bên kia Khánh ơi. Thành Đạt. Em chào anh Phú nha. Ờ anh. Anh. Bên nào anh? À bên kia. À bên kia anh. À. Ơi, chào mọi người đấy nha. Chào mọi người đấy nha, mình đi công việc.